giá Bitcoin sẽ leo thang kế tiếp hay là hồi lại ngay bây giờ? Thì nếu có một người nào nói là người ta sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp thì bạn có tin hay không? Riêng cái nền tảng này mình cung cấp tín hiệu cho anh em cộng đồng người Việt Nam hơn 9 tháng và xác suất lên tới 90-95%. Làm sao xác thực? Mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn cho bạn rồi, một cái video 16 phút để hướng dẫn. Bạn nên coi cái video đó nếu bạn là một người nhảy vô nhảy ra thị trường tiền điện tử nghe hàng ngày. Coi cái video 16 phút. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Con chó dễ thương dễ sợ. Mở có thử thích không? Thấy không? Ủa, nó bị lạc hả? Nó lạc. Anh bắt